Jenny nghỉ ở resort sa mạc 240 triệu đồng một đêm. Jenny của nhóm nhạc Blackpink thuê khu nghỉ sang trọng gần Grand Canyon với giá 10.000 đô la Mỹ một đêm. Sau khi kết thúc show diễn ở Mỹ, Jenny tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại resort cao cấp bên hồ bơi rộng giữa sa mạc. Từ những bức ảnh được nàng rapper của Blackpink đăng tải, các fan nhanh chóng nhận ra đó là Amanji Resort, một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng nổi tiếng thế giới, nằm gần biên giới Utah và Arizona ở miền Tây nước Mỹ. Resort cung cấp một nơi nghỉ dưỡng riêng tư với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Grand Canyon và phong cảnh sa mạc vô tận qua những cửa sổ rộng lớn. Giá một đêm lên tới 10.000 đô la Mỹ, tương đương 240 triệu đồng. Mức giá này được xem là chỉ dành cho giới nhà giàu hay các minh tinh. Một trong những điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng là hồ bơi ngoài trời, nơi du khách không chỉ có thể tận hưởng làn nước xanh mát còn có thể ngắm nhìn những hẻm núi đá độc đáo được bảo tồn ở trạng thái tự nhiên. Jenny còn có thể sử dụng tất cả các tiện nghi, bao gồm thư viện, spa và nhà hàng cao cấp. Du khách thường bắt đầu buổi sáng bằng bài tập yoga khi ngắm nhìn sa mạc và vào buổi tối có thể thư giãn dưới bầu trời đêm đầy sao. Jenny đặt tour của resort khám phá kỳ quan nổi tiếng thế giới Grand Canyon. Cô hào hứng với chuyến đi và nhận xét đây là thế giới của bí ẩn thiên nhiên. Grand Canyon là một khe núi dốc được tạo ra bởi sông Colorado ở tiểu bang Arizona, nằm trọn trong vườn quốc gia Grand Canyon, một trong những vườn quốc gia đầu tiên được thành lập tại Mỹ. Kỳ quan này được hình thành từ hàng triệu năm trước, do sông Colorado cắt ngang, tạo thành một khe núi dài 446 km, rộng từ 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1.600 m, Jenny đội nắng khám phá vùng đất đỏ tuyệt đẹp. Thông thường, du khách mua tour từ 1 đến 3 ngày để khám phá vùng đất này. Do diện tích quá rộng lớn nên du khách sẽ ngủ lại ít nhất một đêm để ngắm bình minh và hoàng hôn. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia một số hoạt động như tham quan ngôi làng Grand Canyon Village, cầu kính Grand Canyon Kiwak, chèo thuyền trên sông Colorado, tham quan thác nước Havasu, Jose Soben, Stream Trail. Jenny, tên thật là Jenny Kim, sinh năm 1996 tại Hàn Quốc. Cô từng có 5 năm học tập ở New Zealand. 20 tuổi, cô chào sân làng giải trí trong vai trò thành viên nhóm Blackpink và ra mắt sản phẩm solo 2 năm sau đó. Người đẹp là một trong những nhân tố hút fan nhất nhóm nhạc này nhờ phong cách trẻ trung, cuốn hút. Cô cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường như đi du lịch, ăn uống. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.